thiêng liêng cho cả mẹ em tâm đắc nhất. Đấng sinh thành đã cho em một hình hài. Thầy cô là người che mẹ thứ hai cho em bao kiến thức. Thầy cô mang em thân thương, lúc nào cũng khắc sâu vào trong tâm trí, trong suy nghĩ của em. Hạnh phúc thế, tạo hóa đã đáp tặng cho em một sự sống. Bên cạnh đó là những người luôn ân cần, dạy dỗ, theo dõi từng bước đi của em, giúp em sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu mình tương lai tươi sáng. Chính vì lẽ đó mà em luôn khắc sâu trong ngôn từ điển của thầy cô. Trong mắt thầy cô chúng em, chiếc bản đen như phóng cánh tạm mờ, vừa là trí tuệ, vừa là tâm đức của thầy cô. Những bài học và quý giá ấy, chúng em luôn cách tốt như tâm, vì đó sẽ là hành trang để chúng em cả cuộc đời. Nhờ sự rõ ba chăm sóc của thầy cô, chúng em đã dòng những phần qua từng ngày, từng tháng. Chúng em ôn em trong tiếng cười của cả các bạn bè, hạnh phúc cho người nói dịu dàng khó nát của thầy cô. Với chúng em mỗi ngày đều, dưới mắt trường tham quan này thật sự là một ngày vui. Được vào những ngày hè oi ả, khi những đêm long ngát thuốc trong chứa đã đất của côn trùng, thầy cô vẫn hiệp hòa đến trang giáo lá, tìm ra những phương pháp thích hợp để dạy cho chúng em bài học làm người. Chúng em xin cảm ơn thầy cô vì tất cả, xong cũng xin lỗi thầy cô vì chúng em biết tâm hồn còn non nớt, hơn ai với những buồn già với con trẻ đã không biết bao lần. Chúng em làm thầy cô buồn lòng và cũng đã bao lần. Thầy cô tha thứ cho chúng em bằng lòng bao dung và tình yêu tha thiết. Cuối cùng, năm ngày 20 tháng 11 ngày Việt Nam, đại diện các học sinh lớp 7 đang tính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hạnh phúc. Và hướng tay chèo trên dòng sông lên mong có sự nghiệp đầy cao cả và đáng kính. Chiến lái mặt trời không có ngày nào cao hơn hơn ngày dạy về là ngày ấm nổi tiếng, người xét tôn mê thi đã tương ứng như vậy. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời chúng em. Thay mặt tập thể bé ạ.